tìm m để hàm phân hàm đa thức nè, nghịch biến chân r quá dễ. Những cái dạng này mà có kêu nghịch biến hay đồng biến hay đơn điệu chân r là rất dễ, rất 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 dễ. Thì mình bước một tập xác định dục luôn nha. Đó. Cô bạn không người bỏ y phải bằng đọc đi, cái đạo hàm là quan trọng nhất á. Trừ x mũ trừ 2mx trừ m, chốt chưa? Sau đó lập luận hàm số gì? Nghịch biến trên r khi và chỉ khi y phải nghịch biến thì y phải nhỏ, nhưng nhớ đây là đa thức có dính m thêm cái dấu bằng giùm em. Những cái chỗ nào người ta hay nhấn á thì nhớ giùm, với mọi x thuộc r tương đương. Viết lại. Thấy cái phương bất phương trình này bật máy không? Bậc 2 thì nhớ là kiến thức hồi lớp 9 đi. A cùng A nè. Viết ra A cùng là A nhỏ hơn, nhỏ hơn 0. Delta luôn luôn nhỏ, thấy có dấu bằng không? Dấu bằng. Rồi nuốt trừ 1 nhỏ hơn 0. Delta nhỏ hơn bằng 0, trừ 1 nhỏ hơn 0 đúng chưa? Đúng rồi, không cần viết nữa. Lội đi, bỏ đi, bỏ chứ không phải lội. Thì tương đương delta động thức B bằng trừ 4 lần AC. B đâu? Đây nè. A đâu? Đây nè. A, B, C. Đâu rồi? B bằng là trừ 2M tất cả bằng trừ 4 nhân A nhân C nhỏ bằng 0. Rồi. Thấy này, bình phương lên ra mấy? 4 này không? Đây 4 nè. Bỏ luôn đi. Ra M bằng trừ 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 thành 3 dấu trừ nha. Thành trừ m nhỏ bằng 0. Có kẹp không? Bấm máy tính. Trong trái ngoài cùng trừ.